Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng đẹp ngất ngây cho đến những pha cười rơi nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào. Là một trong những bộ môn thể thao có tính đối kháng cao, bóng đá luôn khiến người xem rất hào hứng và phấn khích bởi những pha bóng máu lửa trên sân. Các cầu thủ khi ra sân thi đấu đều thể hiện một tinh thần thi đấu rất tuyệt vời với sự cạnh tranh quyết liệt để giành chiến thắng trước đối thủ. Tuy nhiên, việc các cầu thủ chơi xấu, cố tình phạm lỗi với cầu thủ đối phương là hành động rất phi thể thao và đáng bị lên án. Hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm lại những pha vào bóng xứng đáng nhận thẻ đỏ 2021. Pháp đã giành chiến thắng cực kỳ xứng đáng trước Đức trong trận ra quân tại vòng bảng Euro 2020. Tuy nhiên, bên cạnh những tình huống đôi công đáng chú ý giữa hai đội, các khán giả tại Allianz Arena đã một phen thót tim sau pha va chạm giữa Benjamin Pavard và Robin Gosens trong hiệp 2. Trong một tình huống ham bóng quá mức, pha bật cao từ Gosens đã vô tình khiến phần đùi của anh đập vào mặt của Pavard. Tác động cực mạnh từ đối thủ khiến ngôi sao thuộc biên chế Bayern Munich nằm bất động trên sân. Thực may là Pavard không có chấn thương và vẫn có thể tiếp tục thi đấu sau đó. Trong trận giao hữu giữa Porto gặp AS Roma, hai đội đều thi đấu rất quyết tâm và có những pha vào bóng cứng rắn trên mức cần thiết. Những pha bóng thô bạo được tạo ra nhiều hơn trong hiệp 2 và Pepe vẫn là cầu thủ gây nhiều pha bóng phạm lỗi nhất. Phút 64, tuyển thủ Bồ Đào Nha Pepe đã có pha vào bóng thô bạo với tiền vệ Henrik Mkhitaryan. Sau pha bóng này, cầu thủ hai đội sau đó đã lao vào xô xát với nhau. Trong pha chiếu chậm sau đó đã cho thấy Pepe có tình huống vào bóng nguy hiểm và còn vung tay nhằm vào mặt của cựu tiền vệ MU. Điều đó khiến xảy ra cuộc ẩu đả giữa hai đội. Vẫn là Pepe với biệt danh gã đồ tể khi các pha vào bóng của trung vệ này rất quyết liệt, thậm chí nhiều lần phạm lỗi ác ý. Tại Euro 2020, trong trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Bỉ, người Hùng đã ghi bàn thắng duy nhất cho Bỉ. Thorgan Hazard đã lãnh trọn pha vào bóng ác ý của Pepe ở phút 77. Ngay lập tức, các cầu thủ đội tuyển Bỉ lao vào đòi ăn thua đủ với trung vệ kỳ cựu bên phía Bồ Đào Nha. Với cá tính của mình, Pepe tất nhiên chẳng hề e ngại những lời dọa dẫm từ phía đối thủ. Thậm chí, Joe Felix còn phải ngăn cản đàn anh để tránh xảy ra sự việc đáng tiếc. Phút cuối cùng hiệp 1 trận Anh với Đức tại Euro 2020 để tranh vé vào tứ kết, Calvin Phillips trong nỗ lực ngăn cản Toni Kroos đã có pha đạp thẳng vào ống đồng của đối thủ. Song trọng tài chỉ phạt tiền vệ của đội tuyển Anh thẻ vàng trong tình huống này. May mắn hơn nữa là công nghệ VAR cũng chẳng vào cuộc để xem xét tình huống kể trên. Nếu không, rất có thể đội tuyển Anh sẽ phải chơi thiếu người trong suốt khoảng thời gian còn lại.
đội tuyển Indonesia là đội bóng mà được biết đến với lối đá cực kỳ thô bạo tại khu vực Đông Nam Á. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại khu vực châu Á, trong cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam, Indonesia đã trình diễn một lối chơi đầy thô bạo với những pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm. Một trong số đó là cú đạp bằng gầm giày vô cùng đáng trách của Pratama Alif với Tuấn Anh. Một pha bóng khiến rất nhiều người hâm mộ phẫn nộ. Tuấn Anh cũng phải rời sân ít phút sau đó, nhưng trọng tài chỉ phạt thẻ vàng với hậu vệ của Indonesia trong pha bóng này. Trong trận đấu giữa Ukraine và Thụy Điển tại vòng 16 đội Euro 2020, trong một pha tranh chấp bóng, trung vệ Marcus Danielsson của Thụy Điển đã có pha vào bóng cực kỳ đáng trách khiến chân Artem Beseding bị gãy gập đau đớn. Trọng tài chính Daniel Osato đã phạt Danielsson thẻ vàng, nhưng sau khi xem lại va, ông Osato đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp đối với trung vệ Thụy Điển. Trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro, xứ Wales chạm trán Đan Mạch tại Johan Cruyff Arena. Ngoài nổ Liverpool, Harry Wilson không đá chính trận này mà được tung vào sân từ phút 59, thay thế Joe Morel. Xui xẻo cho Wilson khi anh chẳng những không thể giúp đội tuyển quê hương khi được dù chỉ một bàn thắng mà còn bị phạt thẻ đỏ cuối trận. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2, Đan Mạch lên bóng bên hành lang phải theo hướng tấn công. Wilson lao vào áp sát Joachim Muller, nỗ lực tranh cướp bóng của tuyển thủ xứ Wales bất thành khi Muller thoát đi rất nhanh và Wilson đã có tình huống chơi xấu khiến cho cầu thủ thuộc biên chế Atalanta ngã xuống sân. Trọng tài Daniel Siebert đã rút ngay tấm thẻ đỏ, rút quyền thi đấu của Wilson. Ba Lan gặp bất lợi cực lớn trong hiệp 2 trận đấu với Slovakia khi lão tướng Krycho Kuyat nhận thẻ đỏ bị đuổi khỏi sân. Phút 62, trong một tình huống theo người có lỗi, cầu thủ dày dặn kinh nghiệm Krycho Kuyat đã nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một thẻ đỏ. Lão tướng Ba Lan cũng chính là cầu thủ đầu tiên của Euro 2020 bị đuổi khỏi sân. Ở trận thứ hai tại bảng A vòng chung kết Euro 2020, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và xứ Wales đã cùng cống hiến một trận đấu hấp dẫn. Nhưng hãy cùng chú ý tới tình huống sau đây. Đó là một pha đánh nguội cực kỳ kín đáo của cầu thủ xứ Wales đối với một cầu thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thật may là trọng tài đã không chú ý tới diễn biến tại vị trí đó, nếu không rất có thể sẽ có thẻ được rút ra. Tinh thần thi đấu nhiệt huyết, máu lửa của các cầu thủ thì rất đáng quý. Nhưng với những tình huống chơi xấu này thì không thể chấp nhận nổi. Đó là những hành vi phi thể thao đáng bị lên án. Không chỉ làm mất đi tinh thần thể thao cao thượng mà nó còn gây ra những chấn thương mà có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cầu thủ sau này. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.